Xin được mời thí sinh Hà Văn Lý số báo danh 431. Phần lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới ban giám khảo cùng toàn thể các bạn thí sinh đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Em là Hà Văn Lý, em sinh năm 1990, em đến từ Phú Thọ. Và bài hát dự thi của em là một ca khúc, một sáng tác rất nổi tiếng của Minh Kỳ Dạ Cầm. Bài hát được mang tên Chuyện Ba Mùa Mưa. Cảm ơn thí sinh Hà Văn Lý.